Kênh Thức Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Đừng tiếc like, share khi xem video. Mách nhỏ 3 công thức đặc trị hôi miệng từ một quả chanh chưa đến 2.000 đồng. Hôi miệng là chứng bệnh thường gặp ở rất nhiều người. Hãy diệt trừ ngay căn bệnh này chỉ với quả chanh chưa đến 2.000 đồng bạn nhé. Quả chanh nhỏ xíu nhưng lại kẻ thù không đội trời chung với lũ vi khuẩn trong khoang miệng đấy. Chanh chứa thành phần là axit hữu cơ và vitamin C, có tác dụng diệt khuẩn, khử mùi rất hiệu quả. Cách 1: trị hôi miệng bằng nước cốt chanh. Nguyên liệu chuẩn bị: một quả chanh tươi, 300ml nước lọc. Cách thực hiện: chanh sau khi mua về rửa sạch bằng nước rồi vắt lấy nước cốt, lọc bỏ hạt, sau đó trộn đều nước cốt chanh với 300ml nước lọc đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Đổ hỗn hợp vào bình kín, đậy nắp rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Cách 2: trị hôi miệng bằng hỗn hợp chanh cộng muối. Nguyên liệu còn có: một quả chanh tươi, một thìa muối biển, 500ml nước lọc. Cách thực hiện: chanh khi mua về cắt đôi, vắt lấy nước cốt và lọc bỏ hạt, cho muối nước cốt chanh và 400ml nước lọc, khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng hỗn hợp trên: sau khi đánh răng buổi sáng và buổi tối, bạn dùng hỗn hợp trên súc miệng hàng ngày. Bạn đá đi đá lại sao cho hỗn hợp thấm đều khắp các ngõ ngách trong răng. Súc miệng chừng 3 đến 5 phút thì bạn nhổ đi. Cứ thực hiện đều đặn như vậy 2 tuần, hôi miệng nặng mấy cũng phải đầu hàng, hơn nữa răng trắng lên trông thấy đó nha. Cách 3: trị hôi miệng bằng chanh trộn kem đánh răng. Nguyên liệu chuẩn bị: 2 thìa nước cốt chanh, kem đánh răng vừa đủ cho một lần đánh. Cách làm: cho kem đánh răng và nước cốt chanh vào bát rồi khuấy đều cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Dạng sệt: cách sử dụng: thay vì đánh răng bằng kem đánh răng thông thường, bạn hãy dùng hỗn hợp này để đánh răng hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối. Áp dụng cách này đều đặn hàng ngày sẽ loại bỏ sạch màng bám răng và giúp loại bỏ sạch vi khuẩn gây hôi miệng. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thu được hỗn hợp đồng nhất. Dạng sệt: cách sử dụng: thay vì đánh răng bằng kem đánh răng thông thường, bạn hãy dùng hỗn hợp này để đánh răng hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối. Áp dụng cách này đều đặn hàng ngày sẽ loại bỏ sạch màng bám răng và giúp loại bỏ sạch vi khuẩn gây hôi miệng. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.